Dạ, độ thanh chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh YouTube của em nha. Hiện tại thì thanh đang có mặt ở đây là ngay mặt tiền lộ nhựa, đường liên xã, khu dân cư, cũng như là cáp điện, wifi đầy đủ. Thanh quay và gửi cho cả nhà cùng theo dõi với em một mảnh đất xào có mặt tiền lộ nhựa, chủ nhà gửi bên tụi em quay bán. Cụ thể sẽ được là 14m và chiều sâu hai cạnh của mình là được 138, một cạnh là 140 nở hậu ra phía đuôi của mình là 15 mét. Còn tổng diện tích thanh quay ở đây sẽ được là 1.800 mét vuông. Sổ thanh quay ở đây là bìa hồng cầm tay. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là cây lâu năm. Dạ thì đây là cái cạnh đầu tiên của Thanh sẽ di chuyển tới Thì cạnh này của mình chạy thẳng xuống sẽ được là 138 m Và mặt tiền đây của mình sẽ được là 14 m Còn hướng của cái lô đất hôm nay Thanh quay sẽ là hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị mình Dạ thì từ vị trí lô đất Thanh năng quay đây để quý cô chú anh chị di chuyển ra cụm trung tâm hành chính sẽ dao động vào bán kính là 4,3 km. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh, quý cô chú anh chị mình di chuyển lên là 163 km. Còn từ Bình Dương lên di chuyển sẽ dao động từ 110 tới 120 km nha cả nhà thì từ cái điểm đầu tiên của mình di chuyển ra tới cái vị trí thứ hai thanh quay ở đây, tổng của mình sẽ được là 14m, còn theo cái hướng tay thanh đang chỉ ở đây, mình chạy thẳng xuống sẽ được là 140m nha cả nhà mình. Dạ thì lô đất thanh năng quay ở đây sẽ được chính chủ cắt bán cho mình. Cả nhà cùng cân nhắc với thanh này. Bình thường mình mua một lô đất xào hoặc một lô đất nền thì mình chỉ sở hữu từ 5 tới 10 mét hoặc là 15 mét. Nhưng mà chiều sâu của mình ở đây chỉ sử dụng được tối đa là 100 mét là hết cỡ. Nhưng mà với một lô đất hôm nay thanh quay, chiều sâu của mình cũng như tổng diện tích là được 1.800 mét vuông mà chủ nhà bán hết chỉ có 270 triệu. Nếu quý cô chú anh chị chia mét mặt tiền thanh năng quay ở đây ra chỉ hơn 18 triệu trên 1 mét. Còn tính đất xào của mình mà có mặt tiền lộ nhựa thanh năng quay ở đây chỉ có 144 triệu trên một sao thì cái video hôm nay Thanh quay rất đáng cho quý cô chú anh chị mình theo dõi hoặc mình có thể mua sở hữu mua đầu tư xây nhà làm của rất chi là phù hợp nha cả nhà vì sao Thanh có thể nói là có thể mua đầu tư làm của cũng như xin lời cả nhà mình sẽ nắm bắt được những tiện ích cái lô đất hôm nay Thanh quay việc đầu tiên là đường của mình ở đây là đường thông cũng như là đường rộng xe ô tô di chuyển thoải mái cũng như là trục chính của đường ấp 10 mẫu của mình. Thứ hai của mình ở đây là có đường điện đường của nhà nước chạy ngang qua lô đất của mình và dân cư nhà cửa thanh quay ở đây cả nhà cùng quan sát này là tương đối là đông đúc đó và cái lô đất thanh quay ở đây nữa là mặt bằng là bằng phẳng không nhấp nhô không gồ ghề và chất đất thanh quay ở đây thì rất chi là phù hợp cho cả nhà mình chuyển đổi những cây trồng như là cây ăn trái ngoài ra cả nhà mình có thể xây nhà và chăn nuôi chuồng trại theo nhu cầu riêng của quý cô chú anh chị của mình với một lô đất xào mặt tiền lộ nhựa 1.800m2, chủ nhà sẽ bao toàn bộ pháp lý sang tên sổ sách đầy đủ cho quý cô chú anh chị của mình với toàn bộ là 270 triệu. Đó nên cả nhà sẽ theo dõi video và thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032. 0393937717 hoặc 0362176779 để thanh gửi toàn bộ thông tin sổ sách cho cả nhà cùng theo dõi với em. Cả nhà cùng để ý với Thanh vì sao mà Thanh sẽ nói cái nguồn đất hôm nay phù hợp này. Ví dụ như mình mua 10 mét chạy thẳng xuống được 100 đi cũng là 1.000 mét vuông thì bình thường quý cô chú anh chị mình mua ít nhất cũng từ là 200 tới 250 triệu nhưng mà ở đây của mình có tới là 14 mét mặt tiền còn tổng diện tích của mình tới 1.800 mét vuông chỉ có 270 triệu thôi nên cả nhà cùng xem và theo dõi thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp với Thanh Nha lô đất thanh năng quay ở đây thì cả nhà xem và cảm thấy chưa phù hợp thì cùng nhấp vào trong kênh của em là đổ thanh nhà đất bình phước có thể là những video thanh quay từ đất nền đất xào đất kèm nhà đất view sông view suối cũng như đường dt quý cô chú anh chị thấy nguồn đất nào phù hợp thì gọi điện trực tiếp cho em rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị mình. Ngoài ra cả nhà mình sẽ nhấn một nốt chuông để đón nhận những video em quay và gửi lên hàng ngày. Rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình ha. Bây giờ cả nhà cùng di chuyển xuống phần dưới để quay toàn bộ cũng như xem chi tiết đoạn đuôi cùng với Thanh luôn thì sẽ dao động vào bán kính là 4,3 km. Còn cả nhà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ là 163 km và gần hơn là Bình Dương 114 km. Quý cô chú anh chị sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 là đi từ thành phố Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Tân Thành, Tân Tiến, lô đất của Thanh Quay sẽ nằm tại ấp 10 mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha cả nhà. Còn nếu di chuyển từ Đồng Xoài qua trên em, theo quốc lộ 14, là mình sẽ di chuyển Đồng Xoài, Phú Diền, Phước Bình, Đa Kia, Thanh Hòa, thì lô đất của em sẽ giao động là 73 km cả nhà video hình ảnh thanh quay ở đây khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được thể xem thực tế cũng như sẽ có địa chính vào đo đạc cấm móc cấm danh cho mình cả nhà cùng cân nhắc với thanh nè với thời điểm một lô đất mặt tiền lộ nhựa thanh đang quay trước màn hình của mình đây được 14 m chia trung bình ra chỉ có hơn 18 triệu một mét ngang đặc biệt bình thường mình mua đất đất nền đó cả nhà thì ít nhất sâu được 50 60 thôi mà riêng lô đất đây của mình có tổng diện tích tới 1.800 mét vuông chủ nhà bao sổ toàn bộ cho mình với cái giá là 270 triệu bao sổ gặp trực tiếp chủ nhà nha cả nhà giá thanh quay ở đây là giá của chủ nhà mong muốn bán thì anh có trao đổi sẽ không thương lượng thì khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chính thức chủ cũng như kiểm tra qua toàn bộ pháp lý cả nhà mình nhìn nè đường sau của mình là sầu riêng tốt cỡ này luôn rất chi là phù hợp cho mình trồng trái cây với một lô đất đầy đủ tiện ích như thanh quay là các điện wi-fi đường đi thông và cũng như là khu dân cư hiện hữu với 1.800m2 chỉ có 270 triệu thì thanh rất mong cả nhà sẽ sở hữu được những lô đất rẻ đẹp mua đầu tư làm của an toàn vào thời điểm hiện tại thanh đang quay ở đây nha mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với thanh qua hai số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362176779 để Thanh được gửi những thông tin cũng như được gặp gỡ và có thể hợp tác với quý cô chú anh chị gần xa. Và ngoài ra nếu như trong kênh của Thanh, Thanh quay mà cả nhà mình chưa cảm thấy phù hợp á thì quý cô chú anh chị cùng nhấp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh nhà đất Bình Phước để tham khảo về những video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà, rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình Mình di chuyển tới giữa lô của mình thì sẽ có một cái hố múc thế này này cả nhà Đó thì cũng là chiều ngang khoảng 1 mét Còn chiều dài này khoảng là cũng gần 2 mét Sâu xuống khoảng là 3 mét nha quý cô chú anh chị Chắc cái hố này là chủ nhà của mình là múc để chứa nước Còn từ đây lên thì cả nhà mình nhìn và bằng phẳng như một cái sân banh luôn còn di chuyển xuống dưới đuôi đây của mình, đuôi của mình nở hậu ra tới 15 mét. Và cả nhà mình nhìn này, từ cái khoảng đây của mình chạy sang thì phải là hơn 20 mét luôn nha. Sổ của mình cực kỳ là đẹp luôn. Bình thường như mình mua đất xào đó là chỉ đường đi tới đất thôi đúng không quý cô chú anh chị mình? Hoặc là đường của mình được 5 tới 10 mét thôi. Nhưng mà với một lô đất 1.800 mét vuông, mình có tới 14 mét mặt tiền lận. Là... Đó, và nở hậu ra 15m ở phía đuôi và chủ nhà bán hết chỉ có 270 triệu đặc biệt còn bao toàn bộ pháp lý cho mình bao toàn bộ pháp lý là cả nhà mình sẽ hiểu theo chiều hướng này cả nhà mình nè có nghĩa là quý cô chú anh chị mình mua lô đất này mình chỉ chi đúng 270 triệu và cầm sổ đứng tên mình trên sổ và mình không phát sinh một khoản chi phí nào nữa còn trong quá trình mua bán mình sẽ có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh, đảm bảo diện tích, video các thứ là đầy đủ đúng cho quý cô chú anh chị của mình. Sổ ở mình ở đây đảm bảo là sổ sạch, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Đó. Dạ đây thì hiện tại là Thanh đã di chuyển ngay tới cái vị trí mà 15 m ở phía đuôi thì giáp với nhà hàng xóm của mình ở đây, mình chạy ngang qua bên đây là được 15 m từ cạnh này của mình chạy lên sẽ được là 140 mét. Đó, và mình sẽ có cắt ngang ở đây một đoạn nha cả nhà. Thanh sẽ gửi sổ để cả nhà cùng xem kỹ với em luôn. Bây giờ cả nhà cùng xem cái hình sổ với em nè. Đó, sổ của mình mặt tiền ở đây là được 14 mét cạnh bên hông thẳng tắp của mình ở đây sẽ được là 138 m Và cái cạnh mà Thanh đứng từ đuôi để mình nhìn ngược lên Cái chỗ nở bụng thì cộng lại sẽ được là 140 m Tổng diện tích của mình là 1800 mét vuông. Đó là Thanh vừa cho cả nhà cùng xem sổ. Còn đây là cái mặt bằng khu dân cư cũng như toàn bộ cái lô đất. Và lô đất của mình ở đây sẽ là hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì trước khi kết thúc video thì cả nhà có thể cho Thanh một nốt like, một nốt đăng ký và nhấn một nốt chuông để đón nhận những video, hình ảnh Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Rất mong sẽ phù hợp với quý cô chú anh chị của mình. Dạ thì nãy giờ Thanh cũng di chuyển từ ngay mặt tiền lộ nhựa, khu dân cư, nhà cửa, đường thông để quay cho cả nhà cùng xem một mảnh đất xào 1.800m2, chủ nhà bán 270 triệu bao sổ nha đến đây thì thanh xin phép tạm dừng hẹn gặp quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư và các bạn vào những video tiếp theo của thanh cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em rất nhiều